Thưa ông Nghĩa, trong cái tình hình hiện nay trong cái khu vực Vịnh Ba Tư và đặc biệt là với Iran đó, chúng ta không thể không đề cập tới vai trò của Trung Quốc và của Liên bang Âu, Liên Âu. Mới đây thì ông Ngoại trưởng nước Anh nói tại Geneva, ông bảo rằng ông thấy rằng Hoa Kỳ không có nên xúc tiến một cuộc chiến tranh đối với Iran. Và riêng cái thỏa thuận về nguyên tử mà thời Tổng thống Barack Obama ký, trong đó có Liên hiệp Âu Châu, thì các nước Âu Châu và kể cả một số tướng lãnh và tình báo của Hoa Kỳ đều nói rằng Iran không có vi phạm cái thỏa thuận này. Thì liệu Liên hiệp Âu Châu sẽ giữ vai trò nào nếu mà xảy ra một cái biến cố tại khu vực? Đó là chưa kể Trung Quốc, như ông nói lúc nãy là Trung Quốc cần cái nguồn tiếp tế, gọi là mua dầu của phía bên Iran nữa. Trung Quốc cũng cần là Hoa Kỳ ra bị bận chân, tuy ở Trung Quốc đó là luôn luôn đó là đi gieo những cái mồi lửa khắp nơi hết tất cả để cho Hoa Kỳ đó là dù không muốn làm sen đầm quốc tế là một cảnh sát biển toàn cầu thì cũng thành một lực lượng chữa cháy toàn cầu, thì cái đó đó là nó có lợi chung Trung cho Quốc. Trung Quốc hay là Trung Cộng. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở không kém thì bên cạnh đó đó là có nước Nga và Liên Âu, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ theo dõi tuần tới cái cuộc bầu cử hội quốc hội của Liên Âu chẳng hạn đó, thì tôi nghĩ Liên Âu đó đó là bà già chầu đang ngồi xe lăn bị tê liệt rồi, thành ra cái điều là luôn luôn đó là chỉ có đi sau sau 500 năm đó đã khuynh đảo cả thế giới, từ khi ông Khao Luân Bố, ông Columbus mà đi ra thám hiểm ra gọi là tân thế giới 1492 cho đến khi Liên bang Xô Viết sụp đổ năm 1991, 500 năm đó đó là Âu Châu khuynh đảo khắp cả thế giới tất cả. Có những cái đế quốc từ Tây Ban Nha rồi đến Bồ Đào Nha rồi đến Hà Lan, đế quốc Anh, đế quốc Pháp, kể cả một nước Bỉ có con nó cũng là thành cái đế quốc có thuộc địa khắp nơi hết. Mà bây giờ đó là tê liệt và không còn thống nhất được ý chí nữa, chỉ muốn rằng là nước Mỹ đồng ý với lại những cam kết của năm quốc gia của hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cộng thêm với nước Đức và cộng thêm với lại Liên Âu về cái gọi là hiệp ước hành động chung đó với lại Iran, thì đã dàn xếp cái chuyện đó rồi, thì ông Trump ông xóa bỏ cái đó và bây giờ đó ông này là còn gia tăng áp lực phong tỏa về kinh tế xong rồi về cái này thế kia đó đó, thì Âu Châu là luôn luôn đó là thành một cái người gọi là đi can thôi, cũng không muốn gây xảy ra chuyện đó. Ngay cả những cái mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ với lại Trung Cộng chẳng hạn, hay Liên Âu cũng tìm cách đứng ở giữa đặng để có thể trong ăn được cả hai bên. Thế nhưng mà nước Pháp cũng đang bị bao nhiêu những cái khó khăn ở bên trong, thấy không? Với lại cái phong trào gọi là áo vàng đấy. Và bây giờ trong cái cuộc bầu cử sắp tới rồi, chưa biết rằng là cái lực lượng bên phía Cộng hòa, tức là của cái lực lượng của ông Tổng thống Emmanuel Macron với lại cái lực lượng cực hữu kia đó của bà Marine Le Pen, chưa biết rằng là mèo nào thắng mèo nào, ngay ở trong cái hệ thống quốc hội của Liên hiệp Âu Châu. Thành ra vì vậy đó tôi nghĩ tôi không có để ý đến lắm về đến cái chuyện Âu Châu, mà tôi để ý đến Trung Cộng có thêm một nước nữa, Bắc Hàn. Bắc Hàn là gì? Tại vì Bắc Hàn cũng là cái nước mà đã từng cung cấp cái những cái kỹ thuật để cho Iran có cho thể Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. và đã có lúc là giúp Syria mà bị Israel tấn công, và đồng thời đó đó là Bắc Hàn đang gặp hoàn cảnh không khác gì Iran hết, có kế hoạch chế tạo võ khí hạt nhân và có hỏa tiễn có tầm bắn càng ngày càng xa và đang bị nước Mỹ phong tỏa. Và cho đến giờ này ông Trump thì cứ xoa đầu Kim Jong Un, nhưng mà cái tình đó là chưa bao giờ giảm cái áp lực đối với lại Bắc Hàn ấy, thì Bắc Hàn này xem nước Mỹ cư xử với lại Iran ra làm sao, đặc để biết cái cách xử thế. Tôi đây cũng là một cái chuyện quan trọng. Và Venezuela nữa, có dính cả Venezuela nữa. Venezuela cũng vậy nữa, rồi cũng xem rằng là ở nước Mỹ bây giờ đó là bị bận tâm về cái chuyện Iran như thế nào, thì bớt gây áp lực cho cái chế độ của cái ông Maduro, của cái ông tổng thống gọi là kiếm quyền các thứ, rồi đang bị áp lực cả quân sự lẫn ngoại giao lẫn kinh tế rất mạnh, thì xem cái chuyện nó làm sao. Tôi thấy rằng là cái chuyện đó. Thưa ông, có lẽ câu hỏi chót phải nêu lên như thế này này. Là cách diễn tả của ông như vậy thì mô tả theo ngôn ngữ bình dân là Tổng thống Trump chỉ có ném pháo bông thôi, chứ không có ném, không có đưa dàn pháo bắn thật với Iran, nó không có nhưng ném mà bom. Ngộ nhớ nó ném pháo bông nhưng mà nó gây ra một đám cháy thì sao?
Cái đó đúng, ném pháo bông và một thùng thuốc súng thì cũng có khi là gây thành đám cháy là nổ chứ. Nổ lớn đấy. Thế thì tôi là không ném bom mà chỉ có ném pháo bông không thôi. Tôi nghĩ là cái kịch bản nó có nhiều người nói đến và nhiều người lo sợ. Nhưng mà người lo sợ nhất là chính là ông Trump. Tại sao? Tại vì 2020 đó là có cuộc bầu cử lớn ở tại nước Mỹ và có khi ông phải đi ra ông tái tranh cử. Mà chắc chắn là cái điều đó thì là thế là ông chắc chắn là còn gì nữa. Không. Tôi nghĩ tôi đưa ra cái giả thuyết nghe nó ngược lắm. Tôi cũng có nói từ 6 tháng về trước tôi bảo rằng là ông Trump đó khi ông làm tỷ phú đó ông thong dong. Sướng ai, ai gặp ông thì cũng vui vẻ tất cả. Bây giờ ông làm tổng thống đó thì trời ơi, một là ông trằn trọc, hai là ông hằn học nửa đêm phải dạy rồi bấm tơ. Làm tỷ phú thì chân dài chân ngắn thì ông cũng gặp hết. Đúng rồi, và trong khi truyền thông báo chí suốt ngày chửi ông ấy chẳng hạn, giống như tuần vừa rồi đó, đây là ông đã gặp lãnh đạo của Đảng Dân chủ Pelosi ở tại Hạ viện là bà Pelosi với lại gặp Chuck Schumer để nói chuyện về cái dự án xây dựng hạ tầng. Nhưng mà vừa vào cái bà Pelosi quạt ông ngay nói về những cái chuyện lộn xộn chuyện này chuyện kia. Cover up, tức là có nhiều vấn đề che đậy đó. Có vẻ vấn đề che đậy nó kia, thế là quạt luôn, quạt thôi, không nói, dẹp luôn. Đấy là những cái chuyện này. Thì theo cái theory của Nghiễm Xuân Nghĩa ism thì ông Donald Trump có thể không ra tranh cử. Tôi nghĩ là cách đây 6 tháng tôi có nói đến cái đó, cách đây 3 tháng thì tôi thấy cái xác suất của cái đó là tương đối nó giảm dần. Nhưng mà tôi cho cái kịch bản gọi là lý tưởng cho ông Trump đó là ông nói là tôi hứa với lại đồng bào 6 việc sau đây tôi đã cố gắng tôi làm. Bây giờ đó tôi hoàn tất rồi đó thì tôi trở về làm người dân. Với điều kiện đó là phe dân chủ đừng có đợi là tôi không làm tổng thống nữa lại bề đặt truy tố các thứ. Lúc đó cái giải pháp lý tưởng đó là ông Mike Pence, ông phó đi ra tranh cử bên phía Cộng Hòa. Thì cái thành quả kinh tế đó của bên Cộng Hòa, của chính quyền đó, Trump đó thì ông Pence sẽ hưởng. Cái đó cũng là một cái kịch bản. Nhưng mà có khi chúng ta đi quá xa và một lần khác thì chúng ta mình sẽ nói ông, có nhiều người thì đưa ra một cái nhận định thế này. Và họ đặt đề vì ông Trump nó tiền của nhiều như thế làm tỷ phú sướng hơn, phải không? Chân dài cũng tiếp mà chân ngắn thì trời ngồi chờ. Thằng này đi làm tổng thống thì khó quá thành ra. Có nhiều khi người... cái kịch bản ông đưa ra là hạnh phúc cho ông Trump đấy. Thì đúng rồi, và nhiều người vẫn chúng ta đừng quên cái đặc tính của cái xã hội Mỹ đó là người dân Mỹ đó là không ưa các chính trị gia, nhất là các loại chính khách đi vào chính quyền đạt được gọi là vị trí dân cử để đi kiếm tiền. Trong khi ông Trump đó là đã có tiền rồi thì tại sao phải mất công chạy vào cái trò chơi đó. Chúng tôi sẽ mời ông Nguyễn Xuân Nghĩa như lời hứa có một ngày nào đó ông sẽ nói về thơ Tô Thủy Yên. Hầu quý khán giả của Người Việt TV Online, kính chào tạm biệt ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và đặc biệt là sự hướng dẫn rất là hấp dẫn của ông Đinh Quang Thạnh.